Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh, sa trung kim, ngày giáp ngọ, tức can sinh cho chi, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, sa trung kim, kỷ tuổi, mậu tý, nhâm tý, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi đoạn. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi các bạn nhé. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt bao gồm sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Yếu Yin hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Về các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao Cô Thần xấu về cưới hỏi, sao Sát Chủ xấu mọi việc và sao Lộ Ban Sát kỵ khởi công động thổ, sao Không Phòng kỵ cưới hỏi các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Tý, bạn đang cảm thấy căng thẳng và nóng nảy. Bản mệnh tuổi Tý có thể có nhiều cái suy nghĩ cực đoan, tiêu cực, dẫn đến những cái hành động thiếu kiểm soát, và bạn tuổi Tý, bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh bằng cái cách hít thở thật sâu vào bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bản mệnh có thể sẽ nhận được cái sự quan tâm của khá nhiều người khác giới. Tuy nhiên, đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn. Và bạn tuổi Tý, bạn nên giữ cái khoảng cách với họ. Nếu như còn là độc thân, bạn hãy chờ đợi cái thời điểm khác thích hợp hơn với mình bạn tuổi Tý nhé. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý á, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bản mệnh tuổi Tý nên tránh đối đầu với cấp trên hoặc là lãnh đạo trong ngày. Và bạn tuổi Tý nếu thấy đôi bên đều đang trở nên nóng nảy thì với bạn nên chủ động là người dừng lại chứ không nên tiếp tục cố chấp với những cái quan điểm riêng của mình bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điềm báo va chạm cãi cọ thị phi và không có người giúp đỡ nghiệp khó thành. Đối với những bạn làm ở văn phòng thì có cái sự sai sót khó
khô không nên ký hợp đồng trong ngày bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, căng thẳng, nóng nảy. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, hãy giữ bình tĩnh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, nhân duyên khác giới tốt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, nên giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, mâu thuẫn với cấp trên. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu ngọ tương hại, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có tính khí rất chi là thất thường. Và bạn tuổi Sửu á, bạn không giữ được những cái hình ảnh chín chắn cẩn thận thường ngày nữa, mà trở nên nóng nảy, thay đổi nhanh chóng, khiến cho người khác cảm thấy ngạc nhiên vì bạn đó nhá. Và bạn tuổi Sửu, bạn mệnh nên cẩn thận với những cái lời ăn tiếng nói của mình, kẻo lại trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch này lại mang tiếng thị phi nhá. Với bạn tuổi Sửu, bạn tính nóng nảy nên bản mệnh cũng thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là đối với những cái công việc khó khăn, phức tạp. Có lẽ trong cái khoảng thời gian vừa rồi, với bạn tuổi Sửu đã bắt mình làm việc quá sức, và bạn hãy để cho bản thân mình nghỉ ngơi một vài ngày để cho tâm trạng mình được thư thái, nhẹ nhõm hơn bạn tuổi Sửu nhé. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu á, bạn lại đang gặp ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại có phần được tốt đẹp. Nửa kia luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn. Và bạn tuổi Sửu á, nếu có cái chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều. Và nửa kia cũng có thể giúp cho bạn đưa ra được những cái hướng giải quyết đúng đắn nữa đó bạn tuổi Sửu nhá. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tính khí thất thường. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, dễ mất kiên nhẫn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, nửa kia thấu hiểu. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, tâm sự với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên với bạn tuổi Dần, bạn luôn có được cái sự nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người trong ngày. Và bạn mệnh tuổi Dần là người quyết đoán, nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm việc ngay. Tuy nhiên, những cái quyết định của bạn tuổi Dần lại khá chi là hấp tấp và vội vàng đó bạn tuổi Dần nhé. Bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, bạn cần phải duy trì cái sự hăng hái và kiên trì của mình trong suốt cái khoảng thời gian thực hiện công việc. Đừng chỉ vì hứng thú một lúc đầu, rồi sau đó càng ngày bỏ bê, lười biếng. Như vậy thì bạn sẽ không thể hoàn thành được tốt cái công việc của mình, hay là công việc cấp trên giao khó phó, hay là giúp đỡ một ai đó đó bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi Dần lại có phần được tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn
và nửa kia phát triển rất chi là tốt. Bạn thường là người quyết định những cái công việc trọng đại trong nhà. Thế nhưng trước đó, bạn không quên trao đổi những cái ý kiến với người bạn đời của mình, đâu đó bạn tuổi Dần nhá. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, nhiệt tình với mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, dễ bỏ dở giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, tôn trọng nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, kiên trì đến cùng. Đoạn về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Mão đang có cảnh báo cần phải chú ý tới cái việc quản lý tài sản tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Mão nếu không cần thiết thì tốt nhất bạn mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng, cẩn thận kẻo sẽ gặp phải đối tượng lừa đảo mình đó bạn tuổi Mão nhé. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, nếu như bạn đang làm những cái công việc như là kinh doanh, buôn bán thì trong ngày không nên đi đến những cái quyết định về đầu tư vào cái thời điểm này nhé. Bởi có thể với bạn tuổi Mão sẽ vướng với những cái mối làm ăn bất lợi, và bạn tuổi Mão bạn nên phải bình tĩnh chờ đợi những cái thời điểm thích hợp hơn nếu không muốn tiền bạc thất thoát từ cái túi mình ra đi đối bạn tuổi Mão nhé. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, may mắn là bạn đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Mão, bạn là người cần cù và chăm chỉ, tuy nhiên lại đang thiếu đi cái sự quyết đoán vào những cái lúc cần thiết. Và bạn tuổi Mão, nếu như bạn cảm thấy thiếu tự tin, bạn hãy hỏi ý kiến của những người xung quanh thì chắc chắn bạn sẽ thấy mình có nghị lực hơn rất chi là nhiều đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, chú ý chi tiêu. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, không nên đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, làm ăn thất thoát. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, thiếu quyết đoán. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tham khảo ý kiến của người khác. Đoạn về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn trong ngày này dễ dàng nhận được cái sự công nhận của mọi người. Nếu như bạn là người đang làm trong những cái lĩnh vực như là nghiên cứu về khoa học, nghệ thuật hay là dịch vụ đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh của mình để cái con đường thăng tiến trong tương lai sự nghiệp của mình đến nhanh hơn bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao, không nên tự cô lập mình trong một cái không gian riêng nhé. Những cái mối quan hệ rộng rãi có thể sẽ giúp đỡ cho bạn tuổi Thìn mỗi khi gặp khó khăn hoặc là khiến cho bạn thăng tiến một cách nhanh chóng hơn trên cái con đường sự nghiệp của mình. Và
Trong ngày chủ nhật này, đối với bạn tuổi Thìn, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi Thìn lại có phần được tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn với cha mẹ của mình rất chi là hòa thuận. Và bạn tuổi Thìn, bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước và có giàu kinh nghiệm. Cho dù ý kiến của đôi bên bất đồng thì bạn cũng không vội vàng phản bác mà thường suy ngẫm thật kỹ càng trước khi đưa ra cái quyết định cuối cùng đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa khẳng định giá trị, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ thể hiện điểm mạnh, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc mở rộng quan hệ, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim gia đình hòa thuận, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy không nên cô lập đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi. Nhờ trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang có được cái sự giúp đỡ của tam hội quý nhân nhé. Ngày này bạn tuổi Tỵ, bạn có được cái thái độ hòa nhã khiến cho bản mệnh thường được nhiều người yêu mến, và bạn tuổi Tỵ bạn có thể sẽ gặp được quý nhân trong cái thời điểm quan trọng nữa đoạn. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn có được cái cơ hội xuất hiện trước mắt và nên nhanh chóng tự tin nắm bắt, không nên nghi ngờ chính bản thân mình và chần chừ do dự quá lâu. Những cái cơ hội quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lại lần thứ hai đó bạn tuổi Tỵ nhé. Nhưng trong ngày 18 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tỵ, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cho nên với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải dành nhiều cái sự quan tâm cho người nhà của mình. Đó là những người gắn bó với bạn cả đời và sẵn sàng ở bên bạn, giúp đỡ cho bạn, động viên bạn mỗi khi bạn đương đầu với những cái khó khăn, thách thức trong cuộc sống đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, không nên do dự. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, quan tâm hơn đến gia đình. Đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những cái tác động xấu cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bản mệnh tỏa ra rất chi là hiếu thắng, bạn không chịu được những cái lời đả kích, kích bác của người khác và dễ dàng đưa ra những cái quyết định nóng vội nữa đoạn. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những cái lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài. Và bạn tuổi Ngọ, bạn nên biết rằng những cái lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng có giá trị còn hơn những cái lời khen nhiều đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này
không phải là cái thời điểm thích hợp để cho bạn quyết định đi xa. Tuy nhiên, nếu như bạn có việc bắt buộc phải đi xa thì có thể chọn theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Hai cái hướng này hạn chế những cái rủi ro cho bạn bạn tuổi ngọ nhé. Với bạn tuổi ngọ cũng đang có cái điềm báo, có cái sự rối rắm, tranh chấp, bất đồng, không có ai giúp đỡ và dễ dàng mất mát về tiền của tiểu nhân quấy phá trong ngày nữa đó bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tính tình hiếu thắng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, quyết định nóng vội. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, thích được khen ngợi. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, học cách lắng nghe. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, không nên đi xa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Tử vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi mùi đang rất vượng vận về đào hoa, và nếu như bạn tuổi mùi đang còn độc thân thì bạn hãy tranh thủ cái cơ hội này để tiếp xúc và mở lòng mình hơn với những cái đối tượng khác giới. Biết đâu bạn tuổi mùi sẽ tìm được người phù hợp với mình đó bạn tuổi mùi nhé. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, những bạn đã lập gia đình rồi thì bản mệnh có được một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ cho nhau trong mọi công việc ở nhà. Cái khoảng thời gian ở nhà chính là cái khoảng thời gian mà bạn được thư giãn thực sự đó bạn tuổi mùi nhé. Chính ấn chiếu mệnh, cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này đang có được cái cơ hội thăng tiến nhá. Bạn tuổi mùi, bạn tính chăm chỉ, cẩn thận, không ham danh lợi của bạn được cấp trên đánh giá rất chi là cao, và bạn hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai của mình bạn tuổi mùi nhá. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, vượng vận về đào hoa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, hãy mở lòng mình hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, quan tâm gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, được đánh giá cao đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thân, bạn phải trải qua một ngày làm việc không được mấy thuận lợi với mình nhá. Và bạn tuổi Thân, bản mệnh có thể vướng vào những cái vụ tranh chấp, mâu thuẫn giữa đồng nghiệp hoặc là các phe phái với nhau ở nơi làm việc. Bạn tuổi Thân, bạn hãy giữ cho mình cái đầu óc tỉnh táo, không để cho mình bị cuốn vào những cái vòng xoáy thị phi bạn tuổi Thân nhé. Với bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, bạn cũng cần phải quan tâm đến cái hoàn cảnh xung quanh mình hơn, xem mọi người có những cái đánh giá, nhận xét gì về bản thân mình. Đừng sống quá khép kín và cô lập mình với những người xung quanh. Cái điều này khiến cho cuộc sống của mình trở nên buồn bã và tẻ nhạt hơn đó bạn tuổi Thân nhé. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân, ngày này cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có hỏa khắc với kim,
cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình không quá tốt đẹp. Hai bên đang xảy ra những cái mâu thuẫn, hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và bạn tự thân, bạn đừng có vội nóng giận mà hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những cái xích mích không đáng có thể xảy ra bạn tuổi thân nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, công việc không thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, quan tâm đến hoàn cảnh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng hiểu lầm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, không nên nóng nảy nhé. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu dễ vướng phải những cái rắc rối không mong muốn trong công việc ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có dễ dàng nghe theo những cái lời xui khiến của bất cứ ai trong ngày. Bạn hãy giữ vững cái lập trường của mình và tránh xa những cái hành vi tranh quyền đoạt lợi bạn tuổi Dậu nhé. Với bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì quan trọng, bạn cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không nên thiếu lý trí, thậm chí là manh động. Tốt nhất là hãy tìm cái cơ hội trao đổi với những người có kinh nghiệm hơn mình, bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên hữu ích cho mình lắm đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, bản mệnh cần tránh xa những cái mối quan hệ về trai gái phức tạp nếu không muốn rước họa vào thân. Ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu ai đó chủ động tiếp cận, bạn hãy giữ một cái khoảng cách chừng mực, nhất là đối với những người đã lập gia đình rồi bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, không nên cả tin. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, giữ vững lập trường. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, trao đổi ý kiến. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, giữ khoảng cách với người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất trải qua một ngày rất chi là may mắn, đặc biệt nếu như bạn làm trong các lĩnh vực, ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học hay là dịch vụ đó bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất á, bạn hãy tự tin thể hiện cái khả năng của mình, mọi người sẽ rất ngưỡng mộ và ủng hộ cho bạn lắm luôn. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất á, bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất có được một mái ấm rất chi là hạnh phúc. Và nếu như bạn tuổi Tuất đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những cái hành động của bạn. Cho dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa đó bạn tuổi Tuất nhá. Và ngày này đối với bạn tuổi Tuất á, bạn quê con cái cũng là một trong những cái điều kiện khiến cho bản mệnh tự hào. Và bạn tuổi Tuất, bạn không đặt ra những cái yêu cầu quá cao cho con cái của mình, ví dụ như là đứng thứ mấy trong lớp học
hoặc là phải có cái năng khiếu gì trên một cái lĩnh vực nào đó, và bạn thử tốt bạn để cho con cái của mình phát triển một cách tự do hơn nữa, được rồi đó bạn thử tốt nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, nửa kia thấu hiểu. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tự hào về con cái. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, nhận được sự ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, thể hiện bản thân đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, cho nên với bạn tuổi Hợi dễ gặp phải những cái điều không như ý trong cái mối quan hệ xã hội nhá. Với bạn tuổi Hợi, không phải là lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự. Vì thế mà bạn tuổi Hợi không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì những cái chuyện này bạn tuổi Hợi nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, trong gia đình, cái mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt với nhau. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sự rạn nứt này là gì, và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng nên bỏ mặc mọi chuyện, muốn đi tới đâu thì tới bạn tuổi Hợi nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi Hợi ngày chủ nhật này là bạn đang có được thực thần phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi, những bạn đang làm nghề tự do thì có được cái cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Nếu như bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt cái thời gian vừa qua thì những gì bạn nhận được là vô cùng xứng đáng, và bạn tuổi Hợi, bạn có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái món quà giá trị ý nghĩa bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, vợ chồng lạnh nhạt. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, quan tâm đến nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, không nên thất vọng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, cơ hội phát tài. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, nhận được phần thưởng đó. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.